san. Ngày xưa, ở một đất nước rất lạnh, có hai đứa trẻ là hàng xóm của nhau. Chúng là những người bạn rất tốt. Tên cô gái là Gerda và chàng trai được gọi là Kai. Chúng chơi đùa với nhau mọi lúc. Mỗi đêm, bà ngoại của Gerda sẽ kêu chúng ngồi trước lò sưởi và kể cho chúng nghe những câu chuyện. Tối hôm đó, bà đã kể cho chúng nghe câu chuyện về nữ hoàng tuyết. Các con à, nữ hoàng tuyết là một cô gái rất xinh đẹp, với đôi mắt xanh sâu thẳm. Nhưng cô ta cũng rất là xấu xa. Cô ta sử dụng xe trượt tuyết để lừa trẻ em rồi bắt chúng, và sau đó biến chúng thành tác phẩm điêu khắc bằng băng. Giống như mái tóc thì trái tim cô ta cũng rất bằng giá. Bà ngoại ơi, thật là đáng sợ. Nếu cô ta đến nhà chúng ta thì sao? Chúng ta cần bảo vệ bản thân mình. Con à, đây thực sự là câu chuyện có thật. Đừng bao giờ đi trên xe trượt tuyết của người lạ. Nếu con làm vậy thì con sẽ gặp phải những chuyện xấu. Ngày hôm sau, Kai và Gerda đi chơi trò đua xe trượt tuyết băng qua vùng nông thôn phủ đầy tuyết. Kai vẫn còn dương vấn về câu chuyện mà bà ngoại kể. Đêm qua, trong lúc mình ngủ, mình có suy nghĩ, nếu như nữ hoàng tuyết có thể bị tan chảy, chúng ta đưa cô ta tới gần lò sưởi sẽ làm cô ta tan chảy. Bằng cách này, câu thần chú của cô ta đối với những đứa trẻ bị đóng băng sẽ bị phá vỡ và chúng ta sẽ thoát. Kai, cậu làm ơn hạ giọng xuống. Có lẽ cô ta có thể nghe thấy và sẽ rất tức giận. Chúng ta phải cẩn thận. Mình sẽ làm tan chảy nữ hoàng tuyết. Thực ra, nữ hoàng tuyết thậm chí có thể nghe thấy tiếng thì thầm từ bất cứ nơi nào trong đất nước. Sau khi nghe Kai cười và nói về cô ta như vậy, nữ hoàng tuyết quyết định rằng sẽ mang Kai đến lâu đài của mình và biến cậu ấy thành một tác phẩm điêu khắc băng mãi mãi. Cô ngay lập tức gửi một chiếc xe trượt tuyết hình con tuần lộc xinh đẹp đến nơi mà bọn trẻ đang ở. À, trời ơi, đúng là một chiếc xe trượt tuyết tuyệt đẹp. Cậu nghĩ chúng ta nên vào đó ngồi thử không? Theo câu chuyện thì nữ hoàng tuyết cũng có một chiếc xe trượt tuyết, nhưng mà chắc là cái này không phải. Nhìn xem nó đẹp làm sao, nó được bao phủ bằng bạc và rất sáng bóng luôn. Không, Kai, đừng lên xe, hãy nhớ những gì bà đã nói. Bà đã cảnh báo chúng ta không được đi trên xe tuyết của người lạ đó. Nó rất đẹp mà, mình sẽ cưỡi một lúc và sau đó xuống xe ngay. Ngay khi Kai lên xe trượt tuyết, những con tuần lộc bay lên không trung ngay, biến mất khỏi tầm mắt trong vài giây. Nữ hoàng tuyết đã đưa Kai đến lâu đài của cô ta. Kai rất sợ hãi và hối hận vì không nghe lời Gerda, nhưng đã quá muộn rồi. Những tháng trôi qua cũng không nghe thấy tin gì từ Kai. Gerda rất buồn và khóc suốt thời gian đó. Cô cứ chờ người bạn thân yêu của mình. Người bạn thân nhất của cô đã mất tích, nhưng cô chắc chắn rằng nữ hoàng tuyết đã bắt cậu ấy. Thời gian trôi qua, tuyết đã tan và mùa hè đến. Gerda rất lo lắng. Vì vậy, cuối cùng cô đã đến nói chuyện với bà mình. Bà ơi, con sẽ đi tìm Kai. Con rất lo lắng về cậu ấy và con nhớ cậu ấy rất nhiều. Xin bà hãy cho con đi. Với một điều kiện, Gerda, bà tin tưởng con rất nhiều và con là một cô gái rất dũng cảm. Nhưng bà có một chiếc gương ma thuật và bà muốn con mang theo. Gương này có ích gì với con hả bà? Khi con chạm mặt với nữ hoàng tuyết, hãy làm cho cô ta nhìn vào tấm gương này. Sau đó con sẽ thấy được công dụng của nó. Gerda đặt chiếc gương vào túi và rời đi. Trong khi đi xuyên qua khu rừng, cô nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ. Cô gõ cửa vì đã thấy mệt và muốn nghỉ ngơi một chút. Một bà lão dễ thương mở cửa. Thật ra, bà ấy là một phù thủy chỉ sử dụng phép thuật với mục đích tốt. Vào đi cô gái xinh đẹp, chúng tôi đang đợi cô đó. Tôi biết lý do cô tới đây và tôi sẽ giúp đỡ cô. Cô đang tìm người bạn thân của mình. Con mèo tên Cotton của tôi sẽ cho cô biết cậu ấy ở đâu. Thật sao?
Cảm ơn bà rất nhiều. Gerda ngay lập tức đi đến bên cạnh Cotton đang nằm trên một cái gối bên lò sưởi. Cotton thân yêu, làm thế nào tôi có thể tìm thấy bạn mình? Mèo, có một cô bé sống ở căn nhà cuối khu rừng. Cô ấy kêu tôi đưa cô đến đó ngay khi cô đến. Cô ấy biết bạn của cô đang ở đâu. Mèo. Gerda cảm ơn họ và rời đi. Cô đi và đi, rồi đi đến một ngôi nhà ở cuối khu rừng. Màn đêm đã buông xuống. Một cô bé bước ra ngoài cửa gặp cô trước khi cô đến gõ cửa. Chào mừng Gerda, em đợi chị lâu rồi. Chị hãy ngồi bên đống lửa và ăn chút gì đó nha. Chị đã thật sự rất mệt mỏi và đói nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Sau khi ăn xong chị hãy nghỉ ngơi. Ngày mai em sẽ đưa chị tới lâu đài nữ hoàng tuyết. Chị đừng lo lắng. Vào buổi sáng, họ đến chuồng ngựa ở phía sau nhà, nơi có hai con tuần lộc xinh đẹp ở đó. Cô bé có thể nói chuyện với những con tuần lộc. Cô thì thầm vào tai chúng để đưa Gerda đến lâu đài của nữ hoàng tuyết. Ngay lập tức, họ đã có một chiếc xe trượt tuyết tuyệt đẹp. Chị không biết phải làm sao cảm ơn em vì em đã giúp chị. Chúc chị có một chuyến đi tốt đẹp. Chị đừng sợ, tuần lộc của em sẽ đưa chị tới lâu đài và chị sẽ tìm thấy bạn mình. Mang cả những thứ này nha. Gerda cùng những con tuần lộc kéo chiếc xe trượt tuyết lên đường. Họ đi trong vài ngày. Khắp nơi đều phủ đầy tuyết trắng. Rất may là cô bé đã cho Gerda một chiếc áo khoác dày, một cái nón và một cái mền thật ấm. Mình được đắp mền ấm và đội nón khi đi trên xe trượt tuyết này. Mình rất vui nếu mình có thể làm điều này với Kai. Hy vọng có thể làm được như vậy trên đường về. Sau nhiều ngày hành trình, cuối cùng họ đã đến trước một lâu đài trắng lung linh. Gerda nhận ra rằng họ đã đến lâu đài của nữ hoàng tuyết. Này tuần lộc thân yêu của tôi, hãy đợi tôi ở đây. Tôi đi gặp bạn tôi và sẽ quay trở lại ngay. Cô đi ngay vào lâu đài. Tất cả mọi thứ được làm bằng băng và được phủ bằng băng. Cô thắc mắc tại sao lâu đài này không có bóng người nào cả. Kai! Kai! Cậu ở đâu? Kai! Mình không tìm thấy cậu. Giọng của cô vang vọng trong lâu đài hoang vắng. Cuối cùng, cô cũng mở cánh cửa của một căn phòng trên tầng cao nhất. Cô nhìn thấy Kai. Cậu ấy đang đứng như một bức tượng ở giữa căn phòng. Kai! Kai! Dậy đi! Nói gì đi! Mình nhớ cậu rất nhiều, người bạn thân yêu của mình. Cuối cùng mình đã tìm thấy cậu rồi. Cô đã khóc và cọ xát khắp người vào tảng băng để làm tan băng ra. Cô đã khóc và khóc rất nhiều, đến nỗi nước mắt cô bắt đầu làm tan băng ở xung quanh Kai. Đột nhiên, Kai động đậy và bắt đầu nói chuyện. Mình biết là cậu sẽ tới mà. Mình cũng nhớ cậu lắm và mình rất vui khi gặp lại cậu. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sao Kai? Hãy ngay lập tức rời khỏi đây. Ngay lúc đó, nữ hoàng tuyết trở lại lâu đài và bước vào căn phòng nơi họ đang đứng. Cô ta thật đáng sợ. Gerda lần đầu tiên nhìn thấy cô ta. Với mái tóc dài trắng và đôi mắt xanh sâu thẳm, nữ hoàng tuyết là một phụ nữ xinh đẹp. Nữ hoàng tuyết bắt đầu hét lên vì tức giận. Sao ngươi dám bước vào lâu đài của ta mà không được phép và làm tan chảy tác phẩm điêu khắc của ta? Bây giờ đến lượt ngươi là ngươi muốn đó. Ngươi cũng sẽ là một trong những tác phẩm điêu khắc của ta. Gerda đã rất sợ hãi. Nhưng cô biết rằng mình phải đứng lên chống lại nữ hoàng tuyết. Đột nhiên, cô nhớ đến chiếc gương mà bà cô đã tặng cô. Em chưa bao giờ từng thấy ai xinh đẹp như chị. Nhưng thật không may trái tim của chị lại không đẹp đẽ như vậy. Em cảm thấy tiếc cho chị lắm. Chị có thể biến em thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng nếu chị muốn. Nhưng bà em đã gửi cho chị một chiếc gương. Chị có thể nhìn một lần không? Đưa cho ta chiếc gương đó. Tại sao bà ấy lại gửi cái này cho ta? Nữ hoàng tuyết cầm chiếc gương trên tay và bị ngạc nhiên vì hình ảnh phản chiếu trong gương là hình ảnh của cô khi còn nhỏ. Cô là một cô bé xinh xắn với mái tóc vàng dài và đôi mắt xanh sâu thẳm. Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra? Vào lúc đó, một đám mây bụi bao quanh nữ hoàng.
Càng ngày càng nhỏ, cô biến thành một cô gái nhỏ xinh. Một phép lạ đã xảy ra. Chiếc gương thật là kỳ diệu. Những ai nhìn vào đó sẽ thấy bản thân thật sự của họ. Có vẻ như nữ hoàng tuyết đã rất buồn vì khi còn nhỏ không có ai chơi với cô. Một ngày nọ, một phù thủy nói với nữ hoàng tuyết cô phải trừng phạt họ và hỏi cô ấy có muốn tìm cách trả thù những người đã không chơi đùa với cô ấy không. Nỗi buồn chất chứa từ khi còn nhỏ, cô đã quyết định sai và nói đồng ý. Mụ phù thủy biến cô thành nữ hoàng tuyết và dùng băng bao phủ trái tim cô. Kể từ khi tấm gương phá vỡ lời nguyền khủng khiếp, mọi người giờ đây tràn ngập niềm vui. Cảm ơn rất nhiều. Tôi được cứu rồi, trái tim tôi lại tràn ngập tình yêu lần nữa. Khai và Gerda đi đến chỗ những con tuần lộc đang chờ họ, đi theo con đường đã đến để về nhà và trở về sống những ngày hạnh phúc trước kia. Và tất nhiên, về với bà của họ và những câu chuyện. Ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một gia đình chuột. Đó là một gia đình rất đông đúc. Chú chuột nhỏ nhất Findich rất khác với những anh chị của mình. Chú rất nhỏ con và màu lông của chú cũng không giống anh chị của mình. Trên thực tế, bộ lông màu nâu nhạt và đôi mắt đen sâu thẳm khiến chú vô cùng thu hút. Nhưng chú lại rất buồn và xấu hổ vì ngoại hình của mình. Sao lông của mình không có màu xám và đen như mấy anh chị? Mình nhỏ con yếu ớt. Sao mình có thể tự bảo vệ mình trong khu rừng này đây? Ai vậy? Chú bắt đầu trở nên sợ hãi mọi thứ. Ngay cả khi là một thứ gì đó rơi trên mặt đất cũng làm chú nhảy lên. Mẹ chú luôn cố gắng khuyến khích chú dũng cảm hơn. Sao con lo lắng nhiều vậy? Mỗi loài động vật được tạo ra đều có lý do. Có thể một ngày nào đó con sẽ hiểu ra. Nên con đừng buồn giận nữa. Lại đây tặng mẹ một nụ hôn nào. Nhưng Finder không thể vì lời khuyến khích của mẹ mà có được sự can đảm. Những anh chị khác của chú thậm chí còn lấy chú ra làm trò vui. Finder sợ hãi! Finder sợ hãi! Finder sợ hãi! Một ngày nọ, chú nảy ra một ý tưởng. Chuyện này không thể tiếp tục nữa. Mình cần tìm ra một giải pháp. Mình thật sự rất sợ hãi. Và nếu mình không thể tự bảo vệ bản thân mình, vậy thì mình sẽ tới chỗ vua sư tử. Chắc chắn ông ấy có thể bảo vệ mình. Đột nhiên chú ta nhận ra mình đã tới hang của vua sư tử. Một con sư tử lớn oai vệ đang nằm trước hang của mình, vừa ngủ vừa tắm nắng cùng một lúc. Findich lao thẳng tới vua sư tử và rờ mũi. Thưa bệ hạ, ngày tốt lành, xin tha thứ cho thần đã đánh thức người vậy. Vua sư tử vô cùng tức giận vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. Ngươi là ai, anh bạn nhỏ? Tại sao lại làm phiền ta khi đang ngủ? Thần là một chú chuột, thần có một yêu cầu. Tiếp tục đi, nói ta nghe chuyện gì lại quan trọng như vậy? Ta còn muốn tiếp tục ngủ trưa nữa. Vua sư tử dương mình và đứng dậy. Ông nhìn chằm chằm Findich cảm thấy khó chịu. Findich rất sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt sắc bén của nhà vua. Chú thật sự run rẩy vì sợ hãi, nhưng vẫn lấy hết can đảm và nói hết mọi chuyện. Nhưng người có thể thấy thần là một chú chuột rất nhỏ và thần rất sợ ở đây. Với sự cho phép của người, thần muốn nhận được sự bảo vệ của người. Xin hãy giúp thần, có thể một ngày nào đó thần sẽ giúp được người. Vua sư tử gầm lên ầm ĩ và cố gắng không bật cười. Cái gì? Ngươi sẽ giúp ta? Nếu ngươi ở dưới chân ta thì với một cái móng vuốt của ta, ngươi sẽ bay tung lên trời. Quên đi, trước khi làm ta tức giận thì về nhà đi. Cảm thấy hoàn toàn bất lực, chú chuột Findich đi về nhà và buồn bã ngồi trong một góc nhà. Mình có bao giờ hữu dụng không? Mình cần phải tìm giải pháp cho chuyện này. Nhưng sao giờ? Ngày hôm sau, khi vua sư tử đang đi dạo trong rừng, vô tình ông bị dính vào một cái bẫy thợ săn, sau đó bị treo đu đưa trên cành cây. Vua sư tử gầm lên giận dữ, cả khu rừng vang vọng với tiếng gầm của ông. Tất cả các con vật nghe thấy âm thanh này và đi tìm hiểu đã có chuyện gì,
Nhưng tất cả họ đều sợ vua sư tử nên họ không dám giúp. Vua sư tử tội nghiệp dùng dãy ở trong lưới, cũng may là các chú thợ săn chưa lên rừng. Bởi vì bây giờ trời vẫn còn quá sớm, chú chuột Finder nghe thấy tiếng gầm vang vọng, chú và anh chị của mình đi coi xảy ra chuyện gì. Chú vô cùng buồn trước những gì mình nhìn thấy. Đột nhiên, chú nảy ra một giải pháp. Mặc dù nhỏ bé, nhưng chú ta rất thông minh. Chú chạy về phía cái cây nơi vua sư tử đang bị treo. Đi đâu vậy? Quay lại đi. Chú chuột Finder trèo lên cây và gặm nát cây lưới. Em đang làm gì vậy? Lại đây nhanh đi mấy anh chị, hãy tới giúp em. Nếu chúng ta cùng nhau gặm cái lưới, chúng ta có thể cứu được vua sư tử trước khi thợ săn tới. Tất cả anh chị của chú nhảy lên cái lưới và cắn nát nó. Và khi tấm lưới rớt xuống đất, vua sư tử đứng dậy và gầm lên. Tất cả những con vật khác lập tức trốn sau mấy cái cây, ngoại trừ chú chuột Finder. Vua sư tử tiến đến chỗ Finder. Finder nhỏ bé, ngươi thật là thông minh, ngươi đã cứu mạng ta. Chú chuột Finder cúi đầu trước nhà vua. Thật là một vinh dự khi được giúp đỡ bệ hạ. Vua sư tử đứng trước chú chuột Finder, cảm thấy xấu hổ. Finder, ta sai rồi. Ta đã nghĩ rằng vì ngươi rất nhỏ bé nên ngươi sẽ không thể giúp đỡ ta gì cả. Ta đã tổn thương ngươi. Từ nay ta không nên đánh giá thấp bất cứ ai. Nhờ có ngươi mà thần đã trở nên tự tin và thành công trong việc đạt được mục tiêu của mình. Bọn thợ săn sắp tới rồi, hãy tới hang của ta, chúng ta nói chuyện ở đó đi. Bất cứ điều gì người muốn thưa bệ hạ. Vua sư tử và chuột Finder đi về hang của ông. Trên đường đi, vua sư tử bắt đầu dạy cho chuột Finder làm thế nào để trở nên can đảm hơn. Finder, ta đang phân vân, nếu người muốn ta có thể chia sẻ hang của ta với người, người thấy sao? Thật sao? Cảm ơn người nhiều. Sống với người sẽ rất thoải mái, tuyệt vời. Bằng cách này thần có thể ở bên mẹ và anh chị của mình bất cứ khi nào thần muốn. Vua sư tử đã học cách không còn đánh giá thấp bất cứ ai. Và chú chuột Finder đã biết rằng khi mình khác biệt với mọi người thì cũng không tệ lắm. Họ trở thành những người bạn rất tốt và sống hạnh phúc bên nhau. Các bạn ơi, hãy theo dõi kênh Condosan của chúng mình để xem thêm những câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình và các bài thơ. Đừng quên ấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo nhé!